Hiếu ơi đi chơi đây. Ui. Ê, 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 này, này. Đi chơi không? Có, trốn xuống đi. Từ từ đợi đi. Mày định đi đâu? Ừ, con đi đâu đâu? Thật không? À thật mà. 10 giây để giải thích. Con thấy mẹ thích nghe nhạc nên con định đưa cho mẹ cái tai nghe của Fisty ấy mà. Thế mày lấy tiền đâu để mua tai nghe? Hả? À mày ăn trộm ăn cắp ở chỗ nào? Ở trộm nào? Tai nghe này là bảo bối con săn được từ mấy cái lốc sữa Fisty mẹ mua cho con mà. Cái gì cơ? Vâng, đây con lấy mã ở sau cái vỏ này này. Truy cập fisty.vn, mẹ dán cái mã này vào. Mỗi mã đều được dùng để tích điểm hoặc để dùng để chơi vòng quay may mắn lấy bảo bối đấy. Có mỗi cái tai nghe thôi à? Mình còn có cơ hội săn máy tính bảng, xe đạp với bộ dụng cụ học tập cơ mà. Đâu mày quay đi mẹ xem nào. Đây con quay nhá. Được rồi, mày uống hết chỗ Fisty kia đi rồi tao mua tiếp. À vâng, mẹ cứ tìm hiểu đi nhá. Giờ chơi rồi, Fisty thôi.